Chào các bạn đến với kênh PNID Oncast, nơi chia sẻ thông qua những video ngắn, hy vọng có thể hữu ích cho các bạn và cho cả chính mình trong việc tìm hiểu những kiến thức cơ bản liên quan lĩnh vực dầu khí. Trong video tiếp theo, mình cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu về cái tài liệu hướng dẫn cách đọc bản vẽ PNID. Thì gần như trong các video trước mình đã chia sẻ gần hết rồi, nhưng tài liệu vẫn còn thì mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một chút. Nếu các bạn như mà cần những tài liệu mà mình sử dụng trong các video, các bạn có thể comment những cái tài liệu mà các bạn muốn mình có thể chia sẻ với các bạn, thì mình để lại email thì mình sẽ gửi cho các bạn như trong các tài liệu ở đây, ví dụ như piping equipment hoặc là sample system đấy, typical piping arrangement đúng không ạ, ví dụ như vậy, hoặc là một số các tài liệu như này, hay các bản vẽ PFD này các bạn tìm hiểu, và các symbol thì các bạn cứ để email rồi mình sẽ gửi cho các bạn để các bạn cùng tìm hiểu. Thì quay trở lại với cách đọc bản vẽ hướng dẫn đọc bản vẽ PD, tiếp tục đến phần 3.7 Heat Exchanger and Cooling Tower. Thì Heat Exchanger, Cooling Tower trong các video mà mình nói về các thiết bị ấy, từng thiết bị riêng lẻ và có hình ảnh ấy, thì các bạn có thể tìm lại, và trong các thiết bị Exchanger chẳng hạn ấy, phải tới Exchanger này thì các bạn sẽ tìm ra được những cái hình ảnh thực tế ở ngoài site, ngoài công trường và một số các lưu ý. Thì trong cái tài liệu này thì họ cũng nói qua về cái Heat Exchanger và Cooling Tower để cho các bạn khi mà cách đọc bản vẽ PD thì các bạn có thể đọc được. Exchanger là một thiết bị sử dụng để transfer heat, năng lượng nhiệt đúng không ạ, giữa hai dòng công nghệ đúng không ạ. Thì thực ra thì những thiết bị này chủ yếu là trao đổi nhiệt thôi, một dòng lạnh và một dòng nóng, thì hai dòng sẽ trao đổi nhiệt qua thiết bị trao đổi nhiệt, hoặc là cái dòng công nghệ muốn được làm mát thì nó có thể sử dụng như Air Cooler Exchanger đấy, hoặc là với các dòng công nghệ với dòng lưu chất lớn thì họ có thể sử dụng ở đây là các cooling tower. Thì cái nội dung bên trên này các bạn nó có thể đọc và dịch, mình không dịch ra cho các bạn. Thì ở đây họ có mô phỏng một số các thiết bị trao đổi nhiệt. Thì những cái thiết bị trao đổi nhiệt như này, nếu như các bạn mà chưa từng được nhìn thấy, các bạn có thể search theo cái tên này, đánh lên Google thì các bạn sẽ ra được hình ảnh của nó trong các nhà máy công nghiệp. Còn những cái hình ảnh như này, như heater, condenser, 7-tube exchanger này ấy, những cái thiết bị như này thì các bạn sẽ rất là quen trong các phần mềm mô phỏng như heat high seat, pro 2 hay pro max thì các bạn sẽ gặp. Ở đây thì có cái cooling tower, thì có thể câu cái cooling tower này cũng có thể là có những câu hỏi trong các về câu hỏi ngày xưa từng phỏng vấn về chuyên môn, thì không phỏng vấn mà thi giấy thì họ cũng có thể hỏi. Vẽ ra một số cái hình này và họ nói rằng đây là thuộc dạng nào, new draft fan hay là force draft fan đúng không ạ. Thế thì cooling tower mục đích của nó là để làm nguội. Ở đây là những cái dòng đa phần là nước, có thể là nước cooling hoặc là nước biển. Thì họ là sau khi trao đổi nhiệt thì nước được lấy nhiệt từ dòng công nghệ, các dòng công nghệ làm mát cho các dòng công nghệ, như là mát cho dầu bôi trơn hoặc là mát cho những cái dòng sản phẩm hydrocarbon sản phẩm, và cái nhiệt đó được dẫn ra các cooling tower để làm nguội và tái sử dụng lại cái nước này. Thế thì cooling tower thì nó có mấy dạng như sau, ở đây vẽ có bốn dạng. Ví dụ induced draft fan thì induced là như thế nào? Induced là đây là một cái tháp rất là cao, nó có thể cao bằng về hình ảnh thì đơn giản như này, nhưng mà nó có thể cao bằng một tòa nhà vài tầng hoặc thậm chí cao hơn. Thì ở dưới này là cái basin để chứa nước, và ở xung quanh đây thì không mô tả, nhưng mà đây chính là đường bơm nước lên đỉnh và sẽ được spray qua các nozzle và rơi xuống như dạng mưa rơi xuống. Thì khi mà rơi xuống như vậy, nước nóng rơi xuống như vậy thì nó sẽ kích thích quá trình bay hơi. Thì quá trình bay hơi cũng chính là quá trình làm mát hay quá trình làm nguội đúng không ạ. Cũng giống như một bát nước nóng, khi nó bay hơi lên thì có nghĩa là bay hơi nó lấy nhiệt đi thì cái bát nước nó sẽ nguội dần đúng không ạ. Thế thì tháp cooling tower này nó có cái vai trò nó cũng hoàn toàn như vậy đấy. Trong cái điều kiện khô bình thường ấy thì tháp cooling hoạt động rất bình thường, nhưng ở những điều kiện nồm như là ngoài Bắc ấy, vào những cái mùa mà độ ẩm không khí cao ấy, thì cái độ bay hơi kém ấy, thì cái hiệu suất làm việc của tháp cooling tower sẽ bị giảm. Thế thì khi mà có bốn dạng như này, có thể có những bài thi vào các công ty thì họ vẽ ra và các bạn phải tự điền đây là thuộc dạng gì. Thì các bạn nhìn đây này. Đây là cái fan này, nó hút, nó đẩy ra không khí từ trong, hút từ trong ra ngoài, bởi vì khí nóng sẽ đi từ dưới lên cao trên đúng không ạ.
Thế thì không thể là dùng cái quạt đẩy vào bên trong được. Nhìn vào đây bạn cũng biết là nó sẽ tự động, không cần vẽ mũi tên, nhưng mình có thể hình dung được là nó hút khí đi ra ngoài. Thế thì hút khí từ trong bên trong khu thơ đẩy ra ngoài như này. Trên này có những cái fan rất là lớn, fan rất là lớn. Thế thì nó được cái loại này được gọi là induced draft fan. Đấy. Thế thì new draft fan. Còn cái dạng mà thấp quy hơn này, nhưng mà lắp hai cái những cái blower hoặc là những cái quạt như này, thì là tuy là không vẽ mũi tên, nhưng mình cũng có thể hiểu là nó không thể hút hút ở đây đẩy ra ngoài được. Khi nóng nó sẽ bay lên, hút như vậy thì nó không hiệu quả nhiều, mà chủ yếu là nó hút khí từ bên ngoài môi trường này, nó đẩy vào bên trong và nó đi lên trên. Thì quá trình mà ép ép không khí đi vào bên trong như này thì gọi là force draft fan, force draft. Thế thì trong một số các trường hợp, không nhất thiết là cooling thơ, mà những thiết bị khác ấy, đôi khi mình có thể nhìn vào đó mình có thể biết được nó là dạng induced hoặc force. Ví dụ như là trong một hệ Packet, thiết bị phản ứng kín đúng không ạ, và nó đốt chẳng hạn, đặc biệt nó đốt chẳng hạn, nó có những cái fan, nó gọi là induced draft fan chẳng hạn, hoặc là induced blower chẳng hạn. Cái đó dạng blower ấy, thì trong một hệ kín ấy, để nó tạo một cái áp âm chẳng hạn, nó hút đi ra chẳng hạn ấy, thì thông thường ấy thì là nó sẽ có những cái dạng như thế này: một là nó hút ra, hai là nó đẩy không khí vào. Thì đấy, nó có hai kiểu như vậy. Và khi mà khởi động những cái dạng mà bắt kịp mà có cái kiểu blower dạng induced ấy, thì là thông thường là nó sẽ khởi động trước. Đấy, nó sẽ khởi động trước. Nói cái này thì hơi khó hình dung, không có cái sơ đồ để nói cho các bạn, nhưng mà tiện thì mình nói vậy thôi. Hơi khó để hình dung vì nó không có cái package như vậy để nói cho các bạn. Thì ở đây nó là cái natural draft. Natural draft là gì? Là dạng tự nhiên, có nghĩa là nó làm mát tự nhiên. Ở đây nó giống như ở đây nó không vẽ, nhưng đây mà bạn hiểu là có cái bơm đúng không? Ở đây benzin, nước đưa vào benzin này, và cái bơm này hút nước lên đỉnh và đi qua các nozzle, và nó sẽ tự động rơi xuống. Đấy, rơi xuống như này thì khi mà quá trình rơi xuống thế thì nước sẽ bay hơi và làm nguội. Khi rơi xuống đến đáy thì là nó nước sẽ nguội, mà không hề có fan ở đây thì nó gọi là làm nguội tự nhiên. Còn cái loại chimney tower đây thì cái này thì các bạn sẽ chắc là ít gặp, bởi vì là cái này thì ví dụ như ở trong các nhà máy điện hạt nhân ấy, nuclear energy energy thì là đây, nuclear power plant ấy, thì là nó hay có những cái tháp rất là lớn như này, cái chimney như rất là lớn như này. Thì cái này nó cũng làm nguội theo dạng tự nhiên, bởi vì nó cũng đâu có cái quạt hút ra hoặc là quạt đẩy vào đâu, nó cũng là tự nhiên, nhưng mà cái cấu tạo của cái tháp nó hơi khác một chút. Thế thì hình dạng của nó sẽ như thế này. Khi mà nhìn vào, khi mà một số khi mà mình, nếu mình chưa từng biết ấy, thì khi mình nhìn vào những cái nhà máy như này ấy, nhà máy điện nhân này, thấy khói bay ra rất nhiều như này, thì mình nghĩ là nó là khói CO2 gây tác hại môi trường, nhưng thực ra là không phải, nhà máy điện nhân rất là sạch. Cái khí này chủ yếu là cái steam thôi. Ở đây trong có cái hình ảnh đây là chim lay thai green tower ở đây đúng không ạ, tên là air stream line đúng không ạ, rồi khí tự nhiên từ atmosphere từ bên ngoài tự động nó đi vào. Đấy, nó giống như một cái giếng trời trong gia đình thôi, nó sẽ đẩy khí nóng lên trên và nước trên rơi xuống đến nơi, rơi xuống đến đáy này thì là nguội, nguội hoàn toàn, nguội đúng không ạ. Trên này là air steam mixture, có nghĩa là có chỉ là không khí và cái steam, steam là cái hơi nước nóng đấy, cái hơi nước này nó bay theo, nó cuốn theo thôi. Đấy, nó sẽ cuốn theo thôi, nên nhìn thì giống như khói nhưng thực ra thì nó là không phải như vậy đúng không ạ. Đây trong cái hình ảnh này, lúc đấy đây là chỗ này nó vẽ là có cái khe hở đúng không ạ, thì ở đây là thực tế nó đúng như vậy luôn. Các bạn thấy chưa, không khí nó sẽ đi vào đây và nó bay lên trên. Thì đấy là đối với các dạng bốn cái dạng cooling tower. Tiếp theo là phần 3.8, furnace and boiler đúng không ạ. Lò đốt và những cái boiler. Boiler, lò đốt thì là những cái lò đốt để nó có thể dùng đốt các gas hoặc là LPG hoặc là các khí C1 C2 đấy, gas hoặc là fuel gas hoặc là diesel. Diesel thì ít lắm, nhưng mà có thể diesel oil hoặc là gì đó, dầu DOFO đấy, thì nó có thể đốt. Và boiler là cái thiết bị mà nồi hơi để tạo ra steam đó các bạn, chạy các generator, chạy các máy phát điện turbine chẳng hạn. Thế thì các tiêu chuẩn về ký hiệu, file ký hiệu và tiêu chuẩn về cho cái furnace boiler thì được thể hiện trong 3.1.
Đây là hình 3.1, trong đây nó chỉ mỗi vẽ đơn giản này thôi, nhưng mà thực tế thì kể cả bản vẽ PFD hay bản vẽ PNID thì chắc là chỉ PFD nó sử dụng thôi, còn PNID thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, không chỉ đơn giản như này, như là đường ống đi vào này, rồi có các van, các thiết bị instrument trên đó, chỉ có cả những cái bơm đúng không ạ? Furnace là một cái thiết bị lớn, boiler cũng là một thiết bị lớn, nhưng mà đây là cái ký hiệu này chỉ là ký hiệu PFD thôi các bạn ạ, ký hiệu PFD sơ đồ khối thôi. Cái boiler ở đây là bạn hình dung đây là cái phần này là đường ống đi, nó sẽ đốt hơi nóng quay trở lại đường nước để min sẽ được quay trở lại cái lò hơi này đúng không ạ, và nó sẽ tạo ra hơi ở đây, có cái van áp nó sẽ xả ra đưa ra cái steam theo cái nhu cầu mong muốn của mình. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Trong cái bản vẽ đây thì nó chỉ nói về cái bản vẽ PFD thôi, nhưng mà trong các bản vẽ PFD khi mà các bạn đọc, các bạn tìm hiểu ấy, thì mà gặp những cái thiết bị lớn như này thì tất cả thiết bị lớn ấy, nó đều có những cái mô tả chi tiết đó. Ví dụ như một thiết bị như này đúng không, bao giờ ở trên phần bản vẽ PFD nó cũng có tên mô tả, thì các bạn sẽ đọc, ví dụ như đây là một cái tháp đúng không, thì xung quanh nó có rất nhiều đường ống, một bơm miếc đấy. Chính vì vậy mà cái file đây thì nó mới thể hiện được rằng là đây là bản cái file PFD thôi, cái ký hiệu cho file PFD thôi, bản vẽ PFD. Tiếp theo nữa đấy, phần 3.9 là distillation column, nó là tháp chưng cất đúng không ạ. Distillation column come into basic design plate and pack, hình 3.12 đúng không ạ. Đây là hai cái thiết kế cơ bản là plate và cả pack đúng không ạ. From dòng được sắp xếp từ process to process. Đây, destination symbol đúng không ạ? Tháp chưng cất. Thế thì dạng plate tower, tower đúng không ạ? Thì nhìn cái bản vẽ này, nhìn cái hình ảnh này thì các bạn sẽ thấy là cái plate tower thì nó giống như có những cái vẽ trong này, nó có các chay, các đĩa đúng không ạ? Các đường lên chống khe chảy tràn, nó chống khe chảy tràn nó thưa đây. Còn bucket tower thì nó có vẽ cái bucket ở trong này. Đó thì để phân biệt. Nhưng mà đây là các bạn chỉ đọc bản vẽ PFD thôi. Còn thực tế một cái bản vẽ PID thì nó sẽ không đơn giản như này, nó sẽ có nhiều hơn. Ví dụ như đây, ở đây mới là bản vẽ PFD thôi mà nó đã khá là nhiều thiết bị đi kèm theo nó, chứ không đơn giản là chỉ có một cái. Đây còn có cả van này, bơm này và một số thiết bị, và những thiết bị như này, ví dụ E111 là gì, thì đây nó là main fractionator condenser đấy, ví dụ thế. Và cái thiết bị này nó là T1101 đúng không ạ, T1101 là main fractionator, main fractionator đúng không ạ. Đấy, trong cái bản vẽ này thì đây là mới cái ký hiệu này là những cái ký hiệu cho bản vẽ PFD thôi. Các bạn xem để các bạn biết. Ở đây nó vẽ thêm một cái tháp, ví dụ như là nếu các bạn đã từng học về cái tháp chưng cất thì các bạn sẽ không không lạ những cái hình ảnh này. Đây nó là những cái thiết kế những cái dạng đĩa, dạng khay thôi. Ở đây nó có rất nhiều loại. Ví dụ như là đây là cái dòng khi mà hơi và lỏng nó sôi thì nó sẽ đi vào một cái đĩa nào đó và nó đi lên, thì trong quá trình đi lên, hơi đi lên, nó sẽ đi qua các tầng đĩa và tiếp xúc với các lỏng ở đây, thì nó làm cho quá trình phân tách được hiệu quả cao hơn đúng không ạ. Đấy. Và những cái lỗ này là những cái lỗ mà lưu chất lỏng nó sẽ chảy chảy đi xuống các đĩa bên dưới và nó chảy sang hai bên. Đấy, ví dụ thế. Đĩa chay này thì nó có rất nhiều nhiều dạng. Trên trên các chay này có rất nhiều dạng, hình dạng đĩa khác nhau, tùy vào tháp chưng cất và cái điều kiện design mà họ lựa chọn, rất là phức tạp. Nhưng bản vẽ PD thì mình nó không thể hiện, và mình cũng không không quan tâm nhiều đến cái chay này. Thường là đây những bản vẽ chi tiết, ví dụ như maintenance hoặc là những bản vẽ của vendor thì mới thể hiện chi tiết được các chay, các đĩa ở đây đúng không ạ. Đây là các khe chảy tràn đúng không ạ. Rồi lưu chất sẽ đi về đây. Trong cái tháp chưng cất này thì nó sẽ thiết kế các đĩa, rồi điều kiện vận hành rất là phức tạp để chống ngập lụt này, chống khô đĩa các thứ đúng không ạ. Chimlay đây là destination column, còn đây là thiết bị reactor symbol. Thiết bị reactor thì có rất nhiều loại như hydrocracking này, hydro desulfuration, reformer,
và Flux Catalyst Cracking, Flux Cooking và rất nhiều thiết bị khác nữa. Thế thì thiết bị Alkination, đó, thiết bị Alkination và một số mixing reactor. Thì những cái thiết bị như này thì khi mà vào đọc bản vẽ thì các bạn sẽ có được những cái thông tin chi tiết và có hình ảnh chi tiết hơn. Còn đây là chỉ là những cái ký hiệu cho bản vẽ PFD để mình học sơ đồ khối. Ví dụ như thiết bị Alkination khi họ vẽ như này, đúng không ạ? Rất nhiều cái mixer ở bên trong này và dòng lưu chất đi qua nhiều tầng thì nó thể hiện rằng là một là nó tăng công suất, hai là nó tăng hiệu suất quá trình phản ứng, hiệu suất phản ứng, đúng không ạ? Đây là những thiết bị cái tháp trưng cất và thiết bị phản ứng. Thì các bạn có thể hơi nhàm chán nhưng mà các bạn có thể xem qua để khi vào bản vẽ PD các bạn có thể hình dung ra được thiết bị. Tiếp theo đến phần 3.10 là reactor. Reactor thực ra nó là một thiết bị phản ứng, đúng không ạ? Thiết bị phản ứng thì có đây này các bạn, nó có này, reactor được thể hiện trong hình 3.13. Không có hình nhỉ? Đây 3.13 reactor symbol đây. Và nó có thể là các stationary vessel và nó có thể được phân loại là phản ứng thì nó có thể dạng từng mẻ này, liên tục, và dạng semi batch có nghĩa là vừa liên tục vừa theo mẻ đấy. Nó là phản ứng có nghĩa là những cái thiết bị phản ứng này có thể là khi bạn cho vào phản ứng xong rồi làm từng mẻ một. Có những loại là phản ứng cho vào vào ra liên tục, nguyên liệu vào và nguyên liệu ra liên tục, đúng không ạ? Đấy, có những loại thì nó bán liên tục. Bạn hiểu là như vậy. Tiếp theo nữa đến phần 3.11 là function symbol, chức năng của những cái ký hiệu này, đúng không ạ? Van, ký hiệu van. Gần như là những cái tài liệu này gần như phần cuối này thì những cái kiến thức ở trong đây thì nó đã được thể hiện ở phần trên hết rồi. Mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn thì ở đây mình lướt qua thôi. Ví dụ như đây là các loại van được ký hiệu trong bản vẽ PID, đúng không ạ? Thì control valve. Đấy, một số loại van còn chưa vào, mà tại sao nó lại không có vẽ cái phần actuator ở trên đây. Đây là một số các loại giải thích về mỗi loại van và cái ký hiệu thì các bạn có thể đọc thêm. Ở đây thì về cơ bản ấy thì các loại van ở đây thì là van control, và khi mà nhìn vào ký hiệu này các bạn cũng hình dung ra được là nó là dạng van gì. Ví dụ như đây là control van bình thường này, hai là đây là dạng van van góc, đúng không ạ? Van điều chỉnh bình thường là van lưu chất đi thẳng này nhưng bây giờ nó có thể đi theo góc như này. Hai là van có ba ngã, van bốn ngã. Thì trong cái video trước mình đã có show các bạn cái van ba ngã bốn ngã. Cái van ba ngã bốn ngã này có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như trong trường hợp là khi mà ví dụ như là đặc biệt là các analyzer đúng không ạ, khi mà bạn bình thường nó lấy lưu chất cái khí, việc đo khí đúng không ạ, nó phân tích khí đúng không ạ, thì nó lấy khí vào nó phân tích vào cái analyzer. Nhưng mà khi mà nó muốn gọi là calip đúng không ạ, muốn calip cái analyzer này thì nó sẽ phải ngắt cái nguồn này và nó lấy một nguồn khác, khí khác để calip, ví dụ như là dùng khí liter để calip hoặc là dùng khí gì đó để calip chẳng hạn đấy. Đấy, hoặc là như nào đó, hoặc là calip thì nó sẽ đóng và nó mở cái đường đường khí dùng để calip, và khi mà nó muốn dùng pợt nó làm sạch cái analyzer này hoặc để làm gì đó đúng không ạ, thì nó lại dùng một cái đường khí khác chẳng hạn. Đấy, thì nó lại sẽ lại dùng một cấp một nguồn khí khác đi vào để analyzer. Thì cái này gặp rất nhiều những cái dạng van ở các analyzer ấy, các thiết bị phân tích ấy, thiết bị phân tích ấy, thì nó hay gặp những loại van này nhiều. Còn trong dòng công nghệ thì có nhưng mà ít gặp hơn. Đấy, control van fail open là ký hiệu van như này, đúng không ạ? Fail khi mà fail ấy, thì mũi tên đi lên. Trong một cái video mà fail open fail close mình đã nói với bạn, cái này nó được thể hiện trên bản vẽ PID và thậm chí trên màn hình điều khiển DCS nó cũng thể hiện cái mũi tên như này, đúng không ạ? Đây là fail close thì mũi tên nó đóng, kéo xuống là đóng thì là hiểu là fail close. Còn đây là global valve, butterfly valve. Butterfly valve thì trên tất cả các bản vẽ thì nó đều có ký hiệu dạng có cái thanh gạch ngang như này. Tất cả các ký hiệu bản vẽ PD này nó đều theo một cái tiêu chuẩn ấy, chứ không phải là các dự án, nhìn chung các tất cả dự án nó đều theo một cái quy chuẩn chung.
nhưng mà một số những cái thiết bị hoặc những cái đặc thù ấy, thì nó không có trong cái tiêu chuẩn chung ấy, thì nó sẽ vẽ riêng trên cái bản vẽ PID trong cái quyển tập PID của cái dự án đó, thì nó sẽ vẽ thêm và nó sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Đấy. Đây là rotary valve, rotary là van xoay, van quay tròn đấy. Còn diaphragm là van màng. Cái van màng này thì gặp rất nhiều trong với lưu chất là những chất ăn mòn, hoặc là lưu chất mà là hóa chất, thì nó hay sử dụng cái van màng này để nó ngăn ngăn chặn cái việc hóa chất tiếp xúc với lại bộ điều khiển của van, nó gây hư hỏng làm cho thiết bị hoạt động không ổn định. Còn đây là cái thiết bị van an toàn. Còn cái louver này là cái gì mình cũng chưa từng gặp luôn. Tiếp theo nữa là đến cái actuator symbol, đúng không ạ? Actuator là cái gì? Actuator là cái với những cái van điều khiển ấy, thì cái phần van ở bên dưới thì nó có thể là bất kể loại van gì, global van, butterfly van, hay là global van, hay butterfly van, hay bow van, hay rotary van, thì là nó là phần phần ở bên dưới này. Còn cái phần bên trên này này, cái phần bộ điều khiển này này, để đóng giúp cho đóng mở van ấy. Đấy, thì ở đây thì nó gọi là actuator. Những cái phần ở bên trên này các bạn, thì nó được gọi là actuator của van. Thế thì actuator của van thì đây được thể hiện trong hình 3.15. Có 8 loại van actuator được thể hiện trong hình này, đúng không ạ? First row, cái dòng đầu tiên ấy, thì thể hiện là hand và electrical actuator, đúng không ạ? The second row thể hiện là cái ví dụ về các pneumatic và hydraulic actuator, đúng không ạ? Có hai dòng thôi và 8 cái, 8 loại. Ở đây thể hiện 8 loại. Dòng đầu tiên thì nó dùng hand, dùng tay và điện. Dòng thứ hai là dùng pneumatic và hydraulic, đúng không ạ? Thì đây, hand thì nó chỉ vẽ đơn giản là cái tay vặn như này thôi, là hand actuator là vặn bằng tay. Thì có những con van ấy thì nó vừa có cả bộ điều khiển vừa điều khiển, có nghĩa là bộ actuator điều khiển bằng điện hoặc khí nén hoặc cái gì đó, và nó vừa có điều khiển vừa đóng mở được bằng tay nữa các bạn ạ. Trong trường hợp nó fail, hoặc là trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là có những con van ấy thì nó dạng UV, nó chỉ đóng mở, có nghĩa là đóng 100% hoặc là mở 100% thôi, mà nó không thể tiết lưu. Đấy, nó bộ điều khiển của nó chỉ đóng khi là nhận lệnh đóng thì nó đóng hoàn toàn, và khi nhận lệnh mở nó mở hoàn toàn ấy. Thế thì một số trường hợp mà mình muốn điều khiển cái dòng đó không không mở hoàn toàn mà chỉ mở khoảng bao nhiêu phần trăm thôi ấy, thì mình có thể mở bằng tay. Đấy, thì có một số con van nó dạng như vậy. Sau này những cái video sau ấy, mình sẽ show cho các bạn những cái video mình quay thực tế trong giai đoạn commissioning, giai đoạn đầu của nhà máy, những cái con van mà mình quay được bằng điện thoại của mình, về cách vận hành của nó. Những con van điều khiển nó có rất nhiều dạng và biến tướng rất nhiều dạng, thì mình sẽ có một số và mình sẽ show cho các bạn xem những cái video đấy và hướng dẫn các bạn cái vận hành bằng tay những con van điều khiển đó ở ngoài công trường. Nếu như nhiều khi khi một dự án chạy ổn định rồi ấy, mà bình thường nhiều con van là rất hiếm khi mà có cơ hội mà được được đóng mở nó bằng tay, đóng mở những con van còn điều khiển bằng tay, bởi vì là nó đã vận hành nó mồ trơn tru rồi ấy, thì nó không gặp sự cố, thì là bình thường là người vận hành không được thao tác vào đó, không động vào nó để nó vận hành auto mà. Thì khi mà nếu như mình là những người ra trường sau và sau những dự án sau ấy, thì là có thể là không có cơ hội được được trực tiếp vận hành như vậy, thì nó rất là hữu ích cho các bạn. Khi mà các bạn nhìn thấy những con van đó, các bạn đã biết cách vận hành. Và thông thường ấy, thì là những con van như vậy ấy, thì trên con van nó sẽ dán những cái tờ gọi là tờ mô tả và hướng dẫn sử dụng cách vận hành bằng tay, từ chuyển chế độ auto này và chuyển chế độ men. Những con van mà vừa có chế độ men vừa có chế độ auto như vậy thì nó đều có cái hướng dẫn, nhưng mà những cái hướng dẫn đó nó dán thì có thể nhiều năm nó có thể bị bay mất. Thì trên những con van đều có, thì các bạn có thể tìm trên 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 thân con van ấy, thì nó cũng sẽ có những cái thông tin hướng dẫn cách vận hành, thì các bạn cũng có thể vận hành được. Thì đây là bộ actuator, như mình đã nói là cái bộ điều khiển giúp cho van đóng mở, thì có thể là motor này, digital actuator hoặc là solenoid actuator, đúng không ạ? Và pneumatic actuator, rồi là electro hydraulic actuator, đúng không ạ? Rồi spring Oppose Dramatic Activator. Thì những cái dạng như này, nếu như các bạn mà chưa hình dung được cái van này nó dạng hình dù như nào, thì các bạn copy cái nội dung như này: copy Spring Oppose Dramatic Activator, bạn post lên Google thì nó sẽ ra được cái hình ảnh cái con van
kiểu này thì các bạn sẽ hình dung được rằng là cái bộ activator nó như thế nào. Cái motor activator không ấy thì bản thân cái ví dụ như motor activator nó cũng có rất nhiều dạng motor các bạn ạ, chứ không không phải là chỉ có một dạng motor, và nó cũng có rất nhiều dạng. Thì đó là về phần activator của van. Tiếp theo đến phần temperature symbol. Ký hiệu về các thiết bị đo nhiệt độ được thể hiện trong hình 3.16 với 6 cái chức năng về nhiệt độ, 6 với 6 cái chức năng nhiệt độ thể hiện như là basic thermometer này, thermometer in a well, capillary symbol, transmitter. Đấy, rồi có rất nhiều loại. Thì đây những cái ký hiệu như này thì nó các bạn sẽ gặp trong các bản vẽ pin ID. Đấy. Các bạn cũng không cần quan tâm lắm về cái thực sự là không cần quan tâm lắm về cái ký hiệu chi tiết như này, nhưng ở đây mình thì có thể nói qua cho các bạn hình dung. Ví dụ như đây này, temperature indicator by click gì đấy, click glass or the local thermometer. Thì thông thường những cái thiết bị TI này thì các bạn sẽ đọc là hình dung ngay đó là temperature indicator, nó hiển thị thiết bị đo nhiệt độ đúng không ạ, ở ngoài side, hoặc là một số thiết bị TT này là nó đo được nhiệt độ và nó có thể hiển thị ở ngoài side cho các bạn đọc, và nó vừa truyền tín hiệu về phòng điều khiển. Thế thì nó khác nhau ở những cái này, nó khác nhau ở cái gì? Khi mà bạn đọc bản vẽ VD ấy thì các bạn chỉ cần quan tâm đây là thiết bị đo nhiệt độ, nó đo nhiệt độ ở cái dòng lưu chất đó thôi. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn sẽ nhìn vào đây ấy, thì các bạn sẽ biết được cái thiết bị TI này là thiết bị dạng như thế nào, và cái lưu chất nó phụ thuộc vào cái lưu chất và đường ống thì nó sẽ lựa chọn thiết cái thiết bị TI. Ví dụ như ở đây nó là temperature indicator with well đúng không ạ? Thì đây các bạn có thể search lên Google thì các bạn sẽ ra ngay được. Đây ví dụ như connection này, dial đúng không ạ, thermal well đúng không ạ, đấy thì nó dạng như này. Còn có những cái thiết bị đo nhiệt độ ấy, nó chỉ có một cái đo nhiệt độ và nó có cái dây dẫn và nó cắm ở trong thôi, nó có rất nhiều kiểu dạng nhưng mà mình cũng không cần quan tâm lắm là nó đây nó có rất nhiều này. Đấy, well là cái lỗ, cái giếng để nó vít cái vào thôi, vứt vào cái trong bên trong thôi, thì nó có rất nhiều cái, thì nó có rất nhiều dạng và bạn cũng không cần quá quan tâm, và chỉ cần biết là nó đo nhiệt độ được là tốt rồi đúng không ạ. Bởi vì là tại sao mình nói vậy, vì mình đi làm lâu rồi mình cũng thấy là không cần quan tâm lắm, bởi vì nếu mà bạn cần thi tiết thì bạn mới cần nghiên cứu sâu như vậy. Bởi vì ví dụ như đây một số thiết bị đo nhiệt độ nó trong các lò đốt nó cao đúng không ạ, hoặc một số các tanh đúng không ạ, đo nhiệt độ về hóa chất, mình pha hóa chất nhưng mà mình pha hóa chất mà phải giữ ở nhiệt độ ở đó, thì thông thường ấy thì cái thiết bị đo nhiệt độ này nó không tiếp xúc trực tiếp với cái lưu chất bên trong, mà ở bên trong đó nó sẽ có một cái well đúng không ạ, cái lỗ, cái giếng trong đó, và cái lưu chất hóa chất nó sẽ tiếp xúc với lại cái hốc mà thiết bị đó, và cái thiết bị thermal, cái can mình hay gọi là cái can đo nhiệt độ ấy, nó được lắp thì nó chỉ đo cái nhiệt độ của cái xung ở cái bên trong cái giếng đó thôi, bên trong cái hốc đó thôi. Đấy, nó không phải là nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp với lại cái lưu chất ở bên trong. Đấy là một số với những cái lưu chất hoặc là ví dụ như là hóa chất chẳng hạn, thế thì cái thermal well của mình nó không tiếp xúc trực tiếp thì nó sinh ra là rất nhiều dạng. Tại sao lại có cái nhiều dạng đo nhiệt độ như này? Thì đấy, các bạn tìm hiểu sâu và các bạn muốn search hình ảnh thì các bạn sẽ copy cái nội dung ở đây và post search lên Google thì các bạn sẽ ra được các dạng như này. Đấy, thì mình muốn nói qua về cái thiết bị đo nhiệt độ là như vậy. Về cái ký hiệu đo áp suất thì nó cũng có một vài cái ví dụ được đưa ra hình 3.7 đúng không ạ? Với six pressure sensor cũng có 6 cái thôi. Thì đây cái thiết bị đo áp suất ở trong ngoài công trường các bạn cũng gặp rất nhiều. Thì bình thường ấy, đo áp suất thì nó cùng cái pressure gauge nó gắn trên cái đây search ngay ở đây các bạn. Đây cái pressure gauge như này các bạn gặp rất nhiều, ngay cả những cái máy nén khí gia đình như vậy các bạn cũng sẽ gặp những cái này đúng không, nó rất đơn giản, và khí nó sẽ đi vào cái lỗ này, đi vào trong thiết bị này và nó sẽ đo áp suất. Và trên cái thiết bị này thì nó có những cái thang đo tùy vào cái áp suất của cái dòng lưu chất bên trong đấy, mà cái thiết bị áp suất này đo thiết áp suất này là nó sẽ chọn cái loại phù hợp, và thông thường ấy là nó bằng 1,5 gấp 1,5 lần cái giá trị đo áp suất lưu chất ở bên trong đó. Ví dụ như là lưu chất trong đó vận hành là bình thường normal là khoảng khoảng 1,3 chẳng hạn,
thì cái giá trị đo của cái thiết bị này nó phải từ 1,5 đến gấp 2 lần để nó tránh trường hợp là overrun, nó vượt quá cái giá trị đo đi, đúng không ạ? Đây một số cái pressure gauge nó hay có cái thanh gắn gắn ở đây để làm cho cái kim này nó không bị vượt quá, nó không quay tròn. Có những một số trường hợp là lưu chất nó bị fluctuation, dòng lưu chất áp nó cao đột biến, đúng không ạ? Do cái abnormal gì đó thì nó sẽ quay tròn, nó gây hỏng và nó bị mắc lại ở đây. Đấy, thì là nó sẽ giữ. Và một số trường hợp thì pressure gauge nó hỏng ấy, kim nó cứ quay liên tục, giật lên giật xuống liên tục, đúng không ạ? Còn đây một số pressure gauge các bạn nhìn thấy có cái gì đó như chất lỏng ở bên trong đó, thì tiện đây mình nói bên chất lỏng bên trong này nó chính là glycerin, cái rượu đa chức ấy, ba nhánh OH ấy. Thì cái glycerin này mục đích để làm gì thì các bạn có thể search lên Google rằng glycerin in pressure gauge ấy, thì cái mục đích của nó purpose là gì, thì mình nhớ rằng là có một số lưu chất, một số cái mục đích như sau, ví dụ như là thứ nhất là làm cho cái pressure gauge này nó ổn định, nó không bị fluctuation, bởi vì nó có cái chất lỏng bên trong này ấy, thì thứ nhất là cái kim này nó không bị dao động liên tục đấy, và nó không bị nhảy lên hoặc là dập xuống một cách nhanh chóng như vậy, nó lên xuống từ từ, thì nó làm cho cái bộ địa, cái bộ bên trong của nó, như cái bộ cơ của nó thì nó sẽ tốt và nó không bị hỏng. Thứ hai là đặc biệt quan trọng là với những cái nhà máy dự án đặt ở những nơi mà có nhiệt độ cao, à nhiệt độ thấp, sorry các bạn, nhiệt độ thấp, ví dụ như là ở nhiều một số nơi nó không khí nó đóng băng, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà bình thường như loại đo áp như này thì bên trong này nó cũng sẽ có không khí, đúng không ạ? Khi mà nhiệt độ thấp xuống như vậy thì là nó cứng luôn cái kim này, nó cứng luôn thì nó không thể vận hành được và mình không thể nhìn được giá trị thông số, thì nó sẽ có glycerin và nhiệt độ đóng băng của glycerin nó thấp hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chống fluctuation này, chống đóng đá này, còn giúp hoạt động ổn định. Và một số các cái tác dụng khác nữa của glycerin khi mà cái pressure gauge có glycerin trong thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Thì ở đây là một số như cũng giống như cái nhiệt độ thì mình đã nói với các bạn ấy, các bạn không cần phải quá quan tâm rằng là nó cấu tạo như nào. Nếu các bạn tìm hiểu được thì tốt, không thì cũng không, thực sự không cần thiết lắm. Ví dụ như là cái PI này thì mình cũng nên biết thêm, ví dụ như là PI này một số trường hợp là nó vẽ như này, là cái dạng có màng, nó không có siêu. Thế thì nếu như các bạn giao thực tế ngoài sai thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái PI này nó cái màng này và cái PI này nó gắn thành một bộ cố định luôn, mang từ vendor, mang sang từ nhà người buôn, bán sang từ nhà sản xuất mà đưa sang, nó gắn luôn, và bên trong này có glycerin và được được tách biệt bởi từ cái lưu chất đo trong đường ống và cái đường ống nối dẫn đến cái thiết bị đo áp suất này bởi một cái màng, và được ngăn cách bởi một cái màng, và từ cái màng này sau cái màng đến cái thiết bị đo là bên trong là họ cũng gắn glycerin các bạn ạ, và cái áp từ trong lưu chất này nó truyền đến cái màng này truyền vào trong glycerin, từ glycerin truyền đến cái thiết bị đo áp suất và nó sẽ đo được cái giá trị áp suất. Để mục đích của nó là tránh trường hợp là cái lưu chất bên trong này là hóa chất hoặc là những thiết bị ăn mòn hoặc là nước biển, thì là hoặc là những dòng lưu chất mà có tính ăn mòn hoặc hư hỏng ấy, thì nó sẽ làm tránh hỏng thiết bị instrument của mình, thì họ phải lắp những thiết bị với những cái dòng lưu chất như vậy thì họ sẽ phải lắp với những thiết bị đặc biệt hơn, cái dạng có siêu như này. Tiếp theo nữa là cái PCV đấy, pressure reduce regulator đấy, back pressure regulator with external pressure test. Thì mình nói này trước này, pressure relief rupture disc, trong cái video trước mình đã nói với các bạn ấy, thì là những cái thiết bị này nó là thiết bị an toàn, thiết bị áp an toàn bằng đĩa đấy, khi mà áp quá áp thì nó sẽ xả đi đó. Còn cái PCV này là pressure control valve ấy, mình hay đọc là pressure PCV là pressure control valve, thì là cái thiết bị như này ấy, là cái thiết bị mà các bạn sẽ điều chỉnh cái áp ở đằng sau cái con van này, ví dụ như là đặc biệt là trên các đường ống về lưu chất về dầu bôi trơn ấy, lúc oil cho các máy nén hoặc là khí điều khiển ấy, thì là nó hay có cái con CPCV này. Bình thường là khí mình cấp đằng heater hoặc là đằng áp chim của con van này là khi mình cấp lên là mình sẽ giữ ở một giá trị, ví dụ như là instrument air là khoảng 900 kPa đúng không ạ, khoảng 93, hoặc là loop oil ấy, khi mà cái dầu nó bơm lên ấy, thì nó có thể là 350 kPa chẳng hạn. Nhưng mà cái đằng sau này, khu vực này đằng sau này mình không cần áp cao đến như vậy, thì mình sẽ phải làm như nào, mình phải có một cái thiết bị điều chỉnh áp, đúng không ạ? Nó chính là con PCV này. Cái con PCV này thì thông thường ấy là người vận hành có thể điều chỉnh được. Đấy, đằng sau này nó mình gắn thêm một cái thiết bị đo áp suất nữa và mình điều chỉnh, thì mình khi mà cái giá trị mà nó đạt cái yêu cầu ấy, thì là con xe nó sẽ tự động điều khiển áp đằng trước này mà nó tăng hoặc nó giảm. Đấy,
thì nó cũng không quan tâm lắm. Nó chỉ quan tâm đến cái app ở đằng sau này thôi. Ví dụ mình set app đằng sau này là 3 cân thì nó sẽ luôn duy trì cái app đằng sau này là 3 cân. Đấy, thông qua cái con van này. Còn cái nguyên lý hoạt động như thế nào của con van này thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Đấy, còn mình muốn nói cho các bạn là cái chức năng của cái con PCV này nó điều khiển app. Và có những cái con PCV này ấy, thì nó lại không phải là điều chỉnh app, chỉ duy trì app đằng sau, mà có những con này lại còn nó duy trì được app bằng bằng chính cái bằng chính cái đây đây, à đây đang định nói thì có đây, nó dùng chính cái app đằng trước này này. Đấy, để nó điều khiển cái con van này để duy trì app đằng sau. Đấy, một số con thì nó set bằng những cái lò xo, còn một số con thì nó đo áp suất đằng trước để nó điều khiển, để nó điều chỉnh cái app mà theo cái giá trị mình mong muốn. Thế thì trong trong video sau mình sẽ sâu cho các bạn về cái ứng dụng của cái PCV này. Cái ứng dụng của PCV này rất là hay. Ví dụ trong một số trường hợp ấy, ví dụ như là một cái thiết bị điều khiển lấy từ hai nguồn khí, ví dụ lấy từ nguồn khí lấy từ hai một nguồn khí chẳng hạn. Ví dụ như ban đầu initial startup là nó lấy từ một nguồn khí mình cấp từ bình hoặc vessel nào đó, đúng không ạ, để điều khiển một con van. Nhưng mà khi mà giai đoạn nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định rồi thì nó không lấy từ nguồn khí đấy nữa, mà nó lấy từ nguồn khí từ heater ổn định. Thế thì nó sẽ làm như nào? Thì nó sẽ lắp hai con PCV, một con là nó set cái áp suất mà nó thấp, một con nó set áp suất cao. Và khi mà nhà máy vận hành ổn định thì nó sẽ lấy con áp suất cao, và con áp suất thấp này, áp suất cao thì áp downstream này nó sẽ cao lên. Nó sẽ cao lên thì nó sẽ làm, ví dụ như là mình set nhé, mình set cái con này là 4 cân, con này set là một con nữa, đối hai con cùng nấu vào nhau, con này set 5 cân. Đấy, con 4 cân này là khi mà ban đầu nhà máy khởi động thì nó sẽ dùng khí từ các bình cylinder chẳng hạn, thì nó cấp vào ở nguồn đằng trước này là chưa có, đúng không, nó cấp vào đây thì áp ở đây là duy trì là 4 cân, đúng không ạ, thì nó cấp vào cho con van hoặc cấp vào trong cái thiết bị nào đó để điều khiển, ví dụ như vậy. Nhưng mà khi mà nhà máy vận hành ổn định rồi, áp cấp đây là 9 cân và cấp qua con PCV này nó sẽ điều khiển áp ở đằng sau này là 5 cân. Khi đó thì con van PCV này sẽ tự động đóng. Tại sao lại vậy? Bởi vì áp ở đây là 4 cân rồi, thì dưới 4 cân thì con này sẽ mở ra, nó lấy khí vào. Nhưng mà từ 4 cân trở lên ấy, thì nó sẽ đóng lại. Và khi đó thì sao? Khi đó thì con nó sẽ lấy nguồn khí từ nguồn thứ hai, và nguồn này sẽ đóng lại, tự động đóng lại. Nó cái ứng dụng này thì trong video sau mình sẽ show cho các bạn cái bản vẽ PLID và cái ứng dụng có thật như vậy, và cái một số ứng dụng của cái PCV này. Đấy, tiếp theo nữa là đến level symbol. Về level symbol, flow, flow này, flow này và level, các ký hiệu về flow và level thì cũng giống như các thiết bị đo khác thôi. Thì ở đây họ vẽ là FT, thì có một số dạng FT khác nhau. Thì để đo dòng, đo thì có thể đo bằng Orange Fix, bằng Integral Flow Device, Electrical Output. Cái thiết bị đo dòng như này ở trong ngoài công trường nó có rất nhiều dạng. Nó có thể đo bằng bằng thiết bị bằng Orange Fix, hoặc là bằng những thiết bị như này, Turbine, đúng không ạ, or propeller, primary element, đúng không ạ? Hoặc là nó đo bằng những cái venturi tube như này, hoặc là nó đo bằng những cái thiết bị sensor cảm biến từ ấy, là họ đều đo được dòng hết, mà thậm chí là họ đo được cả dòng của lưu chất là dạng liquid, hoặc là dòng lưu chất là ở một cái lưu chất bên trong ấy, không phải lưu chất mà chính xác là cái dòng công nghệ bên trong, có thể là khí, là e. Nó cũng đều đo được flow hết. Và những cái thiết bị này rất là đa dạng. Thì khi mà mình đọc bản vẽ PD mình chỉ cần quan tâm rằng là đó là thiết bị đo dòng thôi, còn nó là cái dạng gì thì thực sự là mình cũng không còn quá quan tâm. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu ấy, thì các bạn mới tìm hiểu. Còn bình thường là các bạn khi đọc bản vẽ PD các bạn chỉ biết rằng là đó là có một thiết bị đo dòng gắn ở trên cái đường đó và vị trí đó, và nó dùng để đo dòng lưu chất nào. Đấy, thế là được rồi. Tiếp theo là nữa đến thiết bị về đo mức. Đấy, đo mức thì là chính là cái thiết bị đo mức của trong các tanh, trong các bồn, hoặc là tanh bồn, hoặc là thậm chí là các hopper hay là những cái vessel nào đó, thì nó đều cần có, nếu cần đo mức thì nó đều có thiết bị đo mức. Về đo mức ấy, thì là trong các tanh này nó có hai kiểu. Một là trong tanh này là áp bằng với áp ngoài khí quyển, đúng không ạ? Một số tanh ấy, thì là nó có áp dương. Áp dương ngoài khí quyển, và một số tanh ấy, thì nó lại là áp âm. Chính vì vậy mà đo mức ấy, thì nó sinh ra rất nhiều thiết bị đo khác nhau. Đấy.
còn trong bản vẽ này thì mình chỉ muốn thể các bạn là một cái đo mức rất là đơn giản, đó là dùng nó ứng dụng nguyên lý thông nhau thôi. Ví dụ như là các bạn ví dụ cái tay bình thường này, các bạn đây một cái lỗ đúng không, đây một cái lỗ đúng không ạ, thì cái chất lỏng ở trong này mức đến đây thì nó sẽ điền đầy đây, và nó hiển thị lên thì là nó sẽ hiển thị được cái level gây ấy, thì các bạn sẽ nhìn được mức ở ngoài sai. Còn đây là cái level indicator ở ngoài sai. Còn những thiết bị level transistor thì nó sẽ có thêm những thiết bị đo và thiết bị cảm biến. Đấy, nó có thể bằng là một là nó bằng những dạng phao lỗi. Đấy, hai là nó bằng dạng floating này, phao lỗi này, nó nổi lên ví dụ như đặc biệt ở trên cái những cái sâm lớn hoặc cái bezin lớn, bezin ấy, những cái bể rất là lớn đúng không ạ? Thì nó có thể thả một cái phao đấy, cái phao lỗi đến đâu thì nó nổi lên, cứ nổi lên theo mặt nước thôi thì nó cũng sẽ đo được mức đúng không ạ, dạng floating. Hai là nó đo bằng sóng radar đúng không ạ, nó truyền sóng xuống và nó theo sóng phản xạ đi lên và nó sẽ đo được cái mức đấy. Thứ ba là nó có thể gắn một cái thanh từ ở trong ở bên ngoài cái tanh này, và bên trong này nó cũng có cái floating đúng không ạ, floating nổi đến đâu thì là nó sẽ truyền từ ra bên ngoài và nó sẽ đo được cái giá trị level của cái tanh đó và thiết bị đó. Thì nó có rất nhiều dạng, nhưng mà thực ra mình đã chia sẻ các bạn là không cần quá quan tâm cái đó. Những cái thiết bị thực tế ngoài sai khi các bạn ra thì các bạn sẽ nhìn được, các bạn sẽ thấy. Còn khi mà đọc bản PD các bạn chỉ quan tâm là đây là thiết bị đo mức, thế là xong. Tiếp theo nữa đến phần 3.12 về Live Service Code đúng không ạ? Live Service Code thì ở đây là một số cái code của các đường Live Service đúng không ạ? Ví dụ ký hiệu viết tắt ở đây thì có rất nhiều. Thế thì mình có nên học thuộc hết tất cả này không? Thì nếu mà học thuộc được thì tốt, bởi vì là nó cũng cơ bản thì nó cũng giống nhau, nhưng mà ở một các dự án khác nhau ấy thì cái live service này nó khác nhau nhiều lắm, nó chỉ chung nhau một vài cái thôi, nên các bạn chỉ cần nhớ những cái chính. Ví dụ như mình lướt qua một chút, ví dụ như atmosphere đúng không ạ, ở đây là AV ven, nhưng mà mình cũng ít gặp. BE thì là breathing air cũng được, BD là blowdown thì hay gặp này. Đấy, nitrogen này, caustic này, BFWK là boiler feed water. Boiler feed water là cái nước để min mà được cấp vào trong cái boiler ấy, thì gọi là boiler feed water các bạn. Đấy, natural gas này. Thực ra thì cũng không cần nhớ hết, không cần học thuộc hết như này. Bởi vì khi vào một dự án nào đó thì khi mà đọc bản vẽ BD ấy, thì các bạn bắt đầu mình nhìn qua những cái này thì các bạn đọc, chứ còn đọc ở cái bản vẽ cái tài liệu như của mình đây thì các bạn mà nhớ hết thì thực sự là không thể nhớ hết được, và rất là khó nhớ. Và khác một dự án khác thì nó lại là cái lưu chất khác thì mình cũng không ứng dụng nhiều. Ví dụ như ở đây là FO này, FG đúng không ạ, thì là fuel gas, fuel oil thì có thể hay sử dụng đúng không ạ, FM là fire water, fuel oil. Ví dụ như là đơn giản như là sea water và service water đúng không ạ, cùng là SW kép đúng không ạ, thế thì làm sao mà đây này, sea water supply này. Đấy, và service water đúng không ạ? Thế thì đây nó ký hiệu là SWK là service water, còn SWS nữa là sea water supply. Đấy. Ở đây là sea water return. Còn nó sẽ ký hiệu thêm để cho các bạn có thể phân biệt. Vacuum condenser đúng không ạ? Đấy, một số các ký hiệu và các bạn cũng không cần nhớ hết, các bạn chỉ nhớ một vài cái thôi. LPG thì là liquid petroleum gas rồi đúng không ạ? Ở đây thì nó là liquefied petroleum gas. Đấy. Thì các bạn nhớ là được. Lube oil, LO. Một số 3.13 là một số ký hiệu viết tắt. Mình cũng như mình đã nói là cũng không cần nhớ hết. Ví dụ như là ATM, atmosphere thì các bạn nên nhớ này. BL là battery limit. Battery limit là cái gì thì mình trong một cái video mình nói rõ là battery limit là cái gì, mình đã giải thích cho các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu lại. MOV là motor operated valve. MOV motor operated valve là những cái van van điện, ban motor, thì các bạn MOV thì cái này rất hay gặp, các bạn có thể nhớ và học được. Đó, DCS thì cái này quá phổ biến rồi, Distributed Control System đúng không ạ? Đấy, fail close, FC đúng không ạ? Fail indeterminate đúng không ạ? Fail lock đúng không ạ? Thì các bạn cũng có thể nhớ. Flange. Fail open. Đấy. HP nó là high pressure, HHP là high pressure. Đấy. Rồi là LP, LP ấy, thì nó là low pressure. Đó. Và cái này nó cũng hay ứng dụng, ví dụ như trong màn điều khiển DCS ấy, thì nó cũng hay có cái H này, HH, đấy. H nó là 2, HH nó là 22.
Đấy, alarm chẳng hạn, thêm chữ A nữa là alarm, có nghĩa là mức cảnh báo khi mức cao này, cảnh báo khi mức rất cao. Đấy. Với nhiều thiết bị khi mà mức hoặc là nhiệt độ hoặc là áp suất mà lên mức 2 thì nó cảnh báo alarm, còn lên mức 22 thì nó sẽ có thể thậm chí nó gây chip hoặc là dừng thiết bị. OP là output. Output này thì các bạn hay gặp vào trong điều khiển hơn. Đấy. LO là normally open, LC là normally close, NNS là normally no flow, hoặc đôi khi nó chỉ viết chữ NF là no flow, thì các bạn có thể lên nhớ mấy cái ký hiệu này. PLC là Programmable Logic Controller. Lock close, lock open, low pressure. Đấy, một số các cái từ ấy mình nghĩ là hay gặp thôi. Còn ISA là Instrument Air Supply, thì cũng cái ký hiệu trong đây thì nó là Instrument Air Supply, chứ còn trong dự án của mình thì nó chỉ hiệu mỗi chữ IA là Instrument Air thôi, PA là Plan Air thôi, thì các bạn nhớ. Line number, này trong video đầu tiên mình đã chia sẻ với các bạn rồi, các bạn có thể tìm hiểu lại. Equipment Data Box. Đây là còn đây là piping đúng không ạ? Một số các dạng blind đúng không ạ? Thì trong video trước mình đã chia sẻ, nhưng mà đây thì tiện mình nói luôn, thì đây là khi mà các bạn đọc bản vẽ PD, cái này gặp rất vô vàn là nhiều luôn. Khi mà gặp bản vẽ đúng không ạ? Thì đây là dạng practical blind normally open. Là cái màu trắng trắng này gắn gần với đường ống hơn thì nó đang ở trạng thái mở, blind đang trạng thái mở. Đúng không ạ? Còn ring spacer là cái đường ống mà nó gắn một cái blind và trạng thái mở như này. Tại sao là nó dùng cái này với cái này, thì nó có khác gì nhau không? Thì có nghĩa là có một số đường ống ấy thì nó gắn sẵn cái ring spacer, nó giống như cái blind này, và nó gắn một trạng thái mở, nó chỉ nhô mỗi cái tag lên, nhô nhô mỗi cái đuôi lên để mình móc vào mình nhấc ra thôi ấy. Thì trong một số trường hợp khi mình cần cô lập ấy, thì bình thường normally là không mấy khi là phải xoay vào line cả. Trong trường hợp mà mình cần sửa chữa thì nó mới mang một cái ring blind này, mang cái này đến nó cô lập vào đây, còn bình thường là nó không ấy. Còn một số cái đường ống mà công nghệ ấy, mà nó hay hay sử dụng, nó hay phải xoay blind hơn ấy, thì là nó gắn luôn hai cái giống hệt như này luôn, một cái bên dưới là tròn, một cái bên trên là cũng tròn nhưng mà đặc. Đấy, nó gắn luôn ở đây. Đấy, và bình thường là cái trắng này đang ở bên trong đường ống, còn cái đặc mặt đặc nó nhô bên ngoài. Khi nào mình cần xoay là mình chỉ cần mở ốc ra và mình đưa cái phần đặc vào bên trong và phần phần trò rỗng đưa ra ngoài là xong. Và vì đường ống này nó hay phải xoay blind hơn thì họ sẽ thường sử dụng cái dạng này. Thì đơn giản nó là như vậy thôi, không có gì cả. Đấy. Ví dụ như lo mồ ly là hay đóng thì nó dùng cái loại này, còn bình thường là nó spectacle blind lo mồ ly close, đấy nó đang đóng và cái bạn mở này nó lên nó nhô ra, và khi nào mà bạn cần cần xoay thì bạn chỉ cần đóng lại là xong. Đây là các ký hiệu về sử dụng Poisson, Poisson uptrend in a line property đúng không ạ? Những cái vị trí có sự thay đổi, ví dụ như là đây là end of line, thì có nghĩa là cái đoạn cuối của đường ống thì nó hay có như này đúng không ạ? Hay là piping material glass trend đúng không ạ? Có nghĩa là cái vật liệu của đường ống ấy, glass, cái vật liệu đường ống ấy, nó bắt đầu là có sự thay đổi thì bắt đầu nó gắn ở điểm này, có nghĩa là đường trước này là vật liệu khác mà đằng sau này là vật liệu khác. Tại sao lại trên đoạn ống thì lại phải vật liệu khác? Mục đích của cái này để làm gì? Thực ra là nó làm như này để cho các bạn đọc bản vẽ VD ấy, khi mà sử dụng cho một số mục đích ấy, thì các bạn sẽ đọc thì các bạn sẽ biết là vật liệu khác. Cái này nó gặp rất là nhiều luôn. Đôi khi là mình cũng không quan tâm nhưng mà đôi khi thì nó lại rất là quan trọng. Ví dụ như nhá. Ví dụ đằng trước cái điểm này nó là một cái thiết bị dẫn vào liter lỏng chẳng hạn, liter lỏng âm 170 độ C, thì cái vật liệu đằng trước này thì nó phải là dạng inox, thì nó mới chịu lạnh và nó không bị giòn, không bị vỡ. Đấy, vật liệu chịu lạnh thì đấy. Nhưng mà khi mà ra khỏi thiết bị vaporizer ấy, ngay 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 cái ra khỏi thiết bị bây giờ ấy, thì là nó có thể là vẫn còn lạnh, thì là nó vẫn có một đoạn đường ống là nó vẫn dùng cái vật liệu là chịu được lạnh, nhưng mà nó chỉ một đoạn ngắn thôi. Còn tiếp theo nữa là nó lại dùng carbon steel loại thép đen, bởi vì nó đã được liter lỏng đã được đưa vào thiết bị vaporizer được làm lạnh.
À nhầm, sorry, các bạn được làm nóng lên, được nóng lên là hóa hơi, và lúc này nitơ về dạng hơi và nhiệt độ lúc này là đang bằng với nhiệt độ môi trường, ví dụ như khoảng 32 độ C đúng không ạ, 25 độ C, nhưng mà thực ra nó có thể là 30 độ C đấy, thì là lúc này là nó đã bằng nhiệt độ môi trường rồi, thì cái khí nitơ nó chỉ là khí bình thường thôi đấy. Trong ngoài không khí cũng có khí nitơ, thì lúc này không cần phải dùng cái loại vật liệu xịn, cái vật liệu mà chịu lạnh nữa, thì lúc đấy là nó sử dụng cái loại vật liệu carbon steel bình thường thôi, thì nó rẻ, nó tiết kiệm về về cái tiền đầu tư. Thì lúc này thì họ sẽ gắn cái này đây trên bản vẽ BD để các bạn có hình dung là vật liệu bắt đầu nó thay đổi từ đây là vật liệu khác, dạng khác rồi, không còn phải là vật liệu dạng thép ngoài cái bản vẽ PID, và mình sẽ đọc cái bản vẽ BD đó cho các bạn để các bạn có thể hình dung. Ví dụ như là trong cái bản vẽ này ở đây nó là PFD thôi, đây đó mức, và một số những cái thiết bị các bạn hay gặp như bơm này, thì đi đi với bơm là nó phải có những cái gì, đi với thiết bị trao đổi nhiệt thì nó phải có cái gì, và một số con van control thì nó thường hay có những cái gì, và một số các ký hiệu nó xuất hiện trên hình tròn ấy. Các bạn sẽ hơi confuse về một số các thiết bị instrument nó gắn ở trên trên mặt vẽ BD ấy, thì các bạn hay confuse những cái thiết những cái ký hiệu đó là như thế nào, thì trong cái video sau ấy, thì mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn và đọc một số bản vẽ BD mà mình có. Mình sẽ đọc cho các bạn để các bạn có thể dễ hình dung hơn, và cuối cùng là cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình.